Alo, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn Cuộc Sống Đức U70. Thì hôm nay là ngày lễ Ostern. Tiếng Việt nó gọi là ngày lễ phục sinh ấy. Thì là đường vắng teo, mọi khi là đường ô tô là đi tấp nập các bạn. Nhưng mà hôm nay vắng teo đấy, thỉnh thoảng vừa đấy có một cái nó đi. Thì hôm nay mình đi dạo, cả nhà vẫn ngủ. Mình dậy tập thể dục xong mình đi dạo đi. Cháu trai thấy đi dạo cũng đi theo bà đi dạo đấy. Thì cháu rất là dễ thương. Con đội mũ lên lạnh tay, con lạnh tay đội mũ lên đấy. Thì mình sẽ làm một cái video mình nói về cái thời Đông Đức, cái thời mà năm 87 mình sang lao động như thế nào nhé các bạn. Bây giờ đến bây giờ đã gần 40 năm trôi qua. Nhanh kinh khủng này nhanh. Thì có rất nhiều các cháu mới lớn lên thì các cháu không hiểu được ở Đức như thế nào. Thì mình sẽ nói cái quy trình của Đức hiện nay như thế nào. Thì khi mà năm 87, năm 1987, tháng 5 năm 87, thì nhà nước Đức hồi đấy là vẫn còn là Đông Đức, họ rất là thiếu nhân dân công, thì họ tuyển ở Việt Nam sang làm thuê. Thì họ lấy rất là nhiều ngành nghề, ngành xây dựng, ngành xây dựng này, ngành may này, rồi ngành làm túi da, giày da, rất rất là nhiều. Mà thậm chí họ tuyển không biết bao nhiêu là người Việt Nam ơi sang đấy á. Cái nong ở đây con thôi chứ sang đấy làm gì. Cái nong rô con có thể nhìn sang. Cháu đòi sang đường bên kia. Nó cái nong rô mà con khăn hả? Mỏi chưa? Mỏi chưa? Con không, con chưa mỏi. Đúng rồi, con chưa mỏi. Thế là Lê hỏi tuyển rất là nhiều ngành nghề một cái đời, cái thời xã hội chủ nghĩa các bạn. Người Đức ấy, thiếu lao động mà chỉ có làm và làm, mà nó khác bây giờ lắm ấy, nó khác kinh khủng lắm. Các bạn biết không, đấy một cái vô nung, một cái căn hộ căn hộ mà người ta cho thuê có 30 mác, 30 mác một tháng, mà bây giờ thậm chí lên đến 600-700. Thì những tùy theo cái chỗ đẹp xấu hoặc là người ta làm mới cũ đấy, mình cái giá dao động là từ 600-700 đấy, mà ngày xưa có 30 đồng một tháng. Và một cái bánh mì, thậm chí cái bánh mì người ta mua có 30 sen mát, tiền mát chứ không phải là nghề tiền thêm mát, mà không phải tiền ô tô các bạn nhé. Thì mình được chứng, mình rất là sướng được chứng kiến ở cái nước Đức này mấy thời đại luôn. 30 sen mà 30 năm sau, người ta nói là 30 năm sau giá vẫn thế, chứ nó không như bây giờ. Bây giờ là giá nó cũng cứ thay đổi, nó cứ lên giá, cũng giống như Việt Nam luôn các bạn. Tiền nó cũng mất giá như thế. Rồi họ tuyển sang rất 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 là nhiều ngành nghề làm. Thì bắt đầu là cái năm 87, 1987 tháng 5 thì là họ tuyển lần đầu tiên. Thì mình sang lần đầu tiên thì mình còn làm, còn có một số người ví dụ đến năm 89 nhé, người ta vẫn cứ tuyển đi đông lắm, thậm chí một ngày mấy chuyến máy bay. Ơi để cho bà nói chuyện con, để bà làm video và nói chuyện một tí nữa nhé, tí nữa. Thế là xong làm xong rồi là đây, con đi sang bên này con nhìn ở bên này. Thiên An đi sang bên này con nhìn bên này đẹp, con nhìn hai ông bà kìa, ba ông bà. Xong rồi đến năm 89 ý thì là tự nhiên trước đây ý thì cái lúc mà cái bức tường Berlin nó đổ ấy, là người dân ở Đông Đức ý, họ bỏ họ sang Tây Đức rất là nhiều, họ bỏ họ đi. Mà cái thời kỳ đấy là người ta phá hợp đồng,
chuẩn bị phá hợp đồng. Thì nhiều người họ đi lắm, họ bỏ các thứ họ đi, nhưng mà mình không đi. Thì về sau này thì nó cũng hòa hết cả Đông Đức với Tây Đức như nhau. Nhưng mà mới đầu ấy, nào chưa ấy thì là con nhìn này, hàng mấy ông bà này thì, alo thì là họ bỏ họ đi rất là nhiều. Có những nhà họ vừa mới làm cái căn hộ mới tinh luôn, thế là họ cũng bỏ họ đi, cũng giống như là Việt Nam mà ngày xưa mà chạy sang Mỹ đấy các bạn, cái hình dung như thế thì rất là xong rồi. Xong cái lúc mà tận năm 89 là người ta vẫn tuyển như thế, thậm chí là một ngày mấy chuyến máy bay luôn, mấy chuyến máy bay thì đến lúc mà đánh đùng một cái là bức tường Berlin đổ. Là các bạn có hiểu cái ý nghĩa của cái bức tường Berlin đổ không? Là nó giữa Đông Đức và Tây Đức sáp nhập đấy, Đông Đức và Tây Đức sáp nhập, nó bỏ không có còn Đông Đức nữa, thì nó mới chuyển sang là tiền D-Mark các bạn, chứ không phải còn tiền mark nữa mà là tiền D-Mark. Mà cái thời Đông Đức ấy, người ta còn mua một cái ô tô ấy, là họ phải đặt 10 năm cái ô tô Trabi, nó gọi là Trabi của Đông Đức ấy, nhưng mà bây giờ vẫn người ta vẫn giữ, chạy rất là tốt mà phải đặt trước 10 năm. Cái gì mua bán cũng khó khăn nhưng mà đi làm nó rất là bình thường. Cái gì đâu? Cái đấy người ta để mùa hè người ta ngồi chơi thôi con. Thì là nó rất là bình thường, thì là không có the min the miệc gì cả như bây giờ, không có hẹn như bây giờ, mà không có nhiều thư từ như bây giờ. Bây giờ cuộc sống của người Đức thì mình thấy nó rất là áp lực, bởi vì là cứ làm cái gì cũng the min, cũng phải có hẹn, đi bác sĩ cũng thế, đi làm cái gì cũng thế, mà suốt ngày thư với từ, thư từ nhiều lắm. Đấy, xe cấp cứu sao hay là cháy ở đâu hay là cấp cứu đấy, xe là người ta rú đấy. Đấy, ở Đức ấy thì cứ phải hẹn hẹn nhé, chứ nó không có đơn giản như ngày xưa đâu. Ngày xưa đơn giản lắm, mà việc làm rất là nhiều, mà mình thấy cuộc sống nó nhẹ nhàng, nó không có. Ừ đúng rồi đấy. Ừ thế thì cắt tút đấy, Đức Chúa Giêsu đấy con, Đức Chúa Giêsu đấy. Thế xong là té bị tra tấn đấy. À kia kìa, nhà có người ốm kìa. Nhà có, đấy các bạn nhìn nhé, nhà người ta có người ốm, người ta gọi xe cấp cứu đến kìa. Đấy, rất là hay. Họ cấp cứu kịp thời luôn. Đấy. Thì đấy, con ra con xem. Thì đến lúc mà người ta không cần nữa ấy, người ta không cần nữa là người ta sẽ cho về nước. Mà những cái người thậm chí vừa mới hạ cánh máy bay xong, vừa mới hạ cánh máy bay xong là mà về nước rồi, thì là ở nhà nước Đức người ta mới đền bù cho mỗi người 3.000 mark. Cái thời đấy là tiền mark, đến năm 2000 thì sao thì mình nhớ không nhầm là cái năm 2000 ấy thì mới đổi sang cái tiền D mark, chứ còn trước là tiền mark. Là người ta đền cho 3.000, bởi vì người ta phá hợp đồng mà, đền cho 3.000 và người ta mua cho một cái vé máy bay về. Thì đấy, ai thích về thì về, mà không thích về thì người ta cho phép ở lại đến hết hợp đồng, ở lại hết hợp đồng, nhưng mà với điều kiện là tự kiếm sống và không được dựa dẫm, không được hưởng tiền của nhà nước. Đấy, thì có một số người ta về xong người ta quay sang rất là nhiều. Các bạn có biết không, ví dụ như là 100 người về thì về sau người ta quay sang đến 90 người. Đấy, họ quay sang nhiều lắm, mà họ cứ bảo là tiền ngu. Đấy thì là mình thì ở lại. Đấy thì 90 nó mới chuyển sang D-Mark các bạn. À quên, 2000 nó mới chuyển sang tiền D-Mark. Tiền D-Mark thì đến năm bao nhiêu ấy nhỉ, thì lại chuyển đổi sang Oigo, là Oigo 3 ấy, là có bao nhiêu nước đấy, có bao nhiêu nước chung đấy. Thì
thì đấy thì mà các bạn có biết không, cái tiền mát ngày xưa nhá 3.000 đấy mà ai về có chí là mua được nhà ở thành phố luôn, mua được nhà thành phố luôn đấy, tiền nó rất là có giá. Mà chứ còn bây giờ thì hoặc là cái thời mà Đông Đức ấy, ở bên Đức này mà ai mà mua nhà chỉ có 10.000 mới 20.000 thôi, nhưng mà thậm chí bây giờ 700-800 nghìn và nó bây giờ nó lên như thế cơ mà các bạn. Nhưng mà ngày xưa ấy, ai biết đâu mà vàng đâu mà móc, đúng không các bạn? Không biết. Ngay cả cái thời mình có tiền ấy, mình cứ chỉ lo no cho anh em cháu chắt sang thôi, chứ mình cũng không nghĩ là mình mua đất mua cát kinh doanh ở Việt Nam. Nhưng ngày xưa nó dại không như bây giờ. Càng ngày con người, người ta nói là người khôn khổ khó là thế đấy. Con nhìn này, cái hoa anh đào này, anh đào Japan này, ít nữa nó nở rất là đẹp. Ấy thì là mình sống qua mấy thời đại, từ Đông Đức này, xong rồi người ta chỉ có cái ô tô mua của Đức ấy là cái ô tô Trabi. Thế còn cái nó gọi là cái Vatbuốc ấy. Ai mà có Vatbuốc với lại Mazda ấy là của Nga đó. Ôi ôi là diện lắm rồi đấy, thời đấy mà có ô tô là ác lắm rồi đấy. Ơi. Kéo ấy lên, kéo mũ lên còn. Ừ bà sẽ sắp tắt đi rồi. Ừ, bà sẽ tắt đi xong nói chuyện với cô giống nhá. Ừ. Đấy, thế là ừ. Thời đấy mà ai mà có xe là giàu lắm. Mà hồi đấy không có khôn như bây giờ đâu các bạn. Không có khôn ngoan như bây giờ đâu. À, bây giờ thì người khôn của khó. Thế ngày xưa mà có tiền mà cứ mua đất ở Việt Nam thì bây giờ giàu lắm. Nhưng mà nào có biết. Thế thì những người mà người ta về là người ta quay sang rất là nhiều. Nhưng là chỉ ít số nó người ta ở lại thôi. Ok, thì mình nói về cái quy trình của nước Đức từ trước đến nay như thế nào. Ô quần Thiên An kìa. Cầm về nhé. Cái gì? Kìa. Không. Quần của con. Không phải. Không phải à? Không phải quần của con à? Không phải. À hả, ok. Ok nha, các cháu nó đang dục tắt đi để nó nói chuyện. Ok, bye bye các bạn nhé. Bye bye, mong các bạn ủng hộ nha.